Và quý vị có thể cho cháu một tràng pháo tay thật lớn, thật công nhất đấy các bạn. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều, và đặc biệt nhất là xin được chân thành cảm ơn bé Zira với phần liên khúc Tây Nguyên và gửi gắm trên toàn thể quý vị cùng còn có mặt trong buổi tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và như đã giới thiệu thì ngay sau đây xin mời tất